Tại EPL trong những năm qua, Kevin De Bruyne đã chứng minh cho tất cả những người hâm mộ bóng đá Anh thấy rằng anh chính là cầu thủ kiến thiết xuất sắc bậc nhất xứ sương mù. Nhưng nếu tua lại những thước phim đó trước vài năm, thì người hâm mộ sẽ chẳng thể nào quên được một vua kiến tạo khác, một số 10 đầy hào hoa trong màu áo pháo thủ, đó là Mesut Ozil. Đó là một ngôi sao vô cùng xuất sắc, nhưng cũng khiến cho biết bao người cảm thấy tiếc nuối vì sự nghiệp đầy thăng trầm của anh. Sau kỳ World Cup 2010 có thể xem là thành công trên đất Nam Phi, tiền vệ trẻ của câu lạc bộ Werder Bremen Mesut Ozil mong muốn rằng anh sẽ sớm có được những bước thăng tiến mới trong sự nghiệp. Và không phải chờ đợi quá lâu, giấc mơ của Ozil nhanh chóng trở thành sự thật khi vào tháng 8 năm 2010, Werder Bremen và Real Madrid chính thức đạt thỏa thuận trong thương vụ Mesut Ozil với giá khoảng 18 triệu euro. Và thời điểm đó, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Bayern Munich và Barca là những đội bóng muốn có được sự phục vụ của tiền vệ người Đức. Nhưng Los Blancos mới là đội chiến thắng sau cùng, bởi đích thân Jose Mourinho đã gọi điện thuyết phục Ozil gia nhập sân Bernabeu. Trong màu áo mới hào nhoáng, Ozil nhanh chóng có được chỗ đứng trong đội hình khi bản hợp đồng đắt giá Kaká liên tục vật lộn với chấn thương. Tiền vệ người Đức đã chứng minh rằng anh không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường bóng đá Tây Ban Nha. Kết thúc mùa bóng 2010-2011, Ozil trở thành chân truyền xuất sắc nhất châu Âu khi có tới 28 pha kiến tạo. Đến mùa giải thứ 2 tại Bernabeu, Ozil đã cùng Real Madrid giành chức vô địch La Liga với số điểm kỷ lục 100 điểm. Bản thân Ozil cũng tiếp tục thi đấu tuyệt hay khi có đến 19 đường kiến tạo ở La Liga, giành danh hiệu vua kiến tạo của giải đấu, đồng thời góp mặt trong danh sách đề cử quả bóng vàng. Không những vậy, Ozil cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất lọt vào top 10 đề cử cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu do UEFA bình chọn. Trong 3 năm gắn bó với Real Madrid, nếu nhìn vào những thống kê, người ta sẽ thấy ánh hào quang mà Mesut Ozil mang lại với chức vô địch La Liga, cúp nhà vua và 3 năm liên tiếp là chân truyền xuất sắc nhất La Liga. Sau 159 trận đấu trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Ozil ghi được 27 bàn thắng và có đến 81 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Nhưng mọi thứ lại không như là mơ. Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi Real Madrid mang về bản hợp đồng Luka Modric từ Tottenham vào mùa hè năm 2013. Có thể tiền vệ người Đức không có vấn đề với Modric, nhưng từ trên thượng tầng, đội bóng Hoàng gia lại có vấn đề với anh. Và một thương vụ bom tấn đầy bất ngờ đã diễn ra vào cuối kỳ chuyển nhượng hè 2013 khi Mesut Ozil chính thức rời Real Madrid để cập bến sân Emirates sau khi Arsenal quyết tâm chi đậm để trông đủ 47 triệu euro lên bàn đàm phán. Khoác lên mình màu áo pháo thủ, với tâm thế của một người sẽ cứu rỗi lấy một Arsenal đã trải qua suốt 8 năm mà chẳng có lấy bất cứ danh hiệu nào, Mesut Ozil được các cổ động viên Arsenal đặt kỳ vọng vô cùng to lớn. Họ tin rằng tiền vệ người Đức sẽ sớm đưa Arsenal trở lại với vị thế vốn có mà họ đã đánh mất từ rất lâu. Và quả thực, Ozil đã gạt đi nỗi buồn vương vấn ở Tây Ban Nha để mang đến những gì tinh túy nhất mà mình có cho đội bóng Bắc London. Với tư cách là bản hợp đồng giá trị nhất của pháo thủ ở thời điểm ấy, Ozil đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu của pháo thủ. Khi ngay trong mùa giải đầu tiên của mình cùng những người đồng đội mới, anh đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu FA Cup. Ngày ấy, Arsenal của Arsene Wenger luôn được đánh giá rất cao nơi mặt trận tấn công với lối đá hòa mỹ. Những pha triển khai tấn công ở tốc độ cao, những tiền vệ tài hoa luôn đưa ra những pha xử lý đậm tính nghệ thuật, lối chơi giàu tính công hiến và trong những năm tháng đỉnh cao cùng màu áo đỏ, Mesut Ozil là một phần chẳng thể thiếu của triết lý tấn công mà Wenger hướng đến. Ngay chính bản thân giáo sư cũng phải thốt lên rằng nếu bạn yêu bóng đá, bạn yêu Mesut Ozil. Mùa giải 2015-2016, Mesut Ozil là chân truyền xuất sắc nhất EPL với 19 pha kiến tạo. Cũng trong thời gian này, ngôi sao người Đức mang về cho Arsenal thêm 2 danh hiệu FA Cup ở các mùa giải 2014-2015 và 2016-2017. Arsene Wenger, Mesut Ozil, Arsenal, đó là một tam giác hoàn hảo. Với sự tin tưởng tuyệt đối từ ông thầy người Pháp, Ozil đứng vững trong vị trí của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. 44 bàn thắng, 77 kiến tạo sau 254 lần ra sân. Đó là những con số phản ánh rõ giá trị của tiền vệ hào hoa này. Thế nhưng, kể từ khi Arsene Wenger giã từ sự nghiệp cầm quân vào năm 2018, Ozil đã không còn nhận được sự tin tưởng, tôn trọng tuyệt đối tại Emirates. Những huấn luyện viên của Arsenal sau này như Unai Emery, Mikel Arteta, họ đều cho Ozil cơ hội. Nhưng rồi những gì mà anh thể hiện quả thực đã không đáp ứng được niềm mong mỏi của người hâm mộ. Với một cầu thủ như Ozil, sự tin tưởng luôn là yếu tố quan trọng để anh có thể chơi bóng thăng hoa. Nhưng anh lại không hề nhận được điều đó hậu triều đại Arsene Wenger. Từ chỗ luôn được đảm bảo một vị trí xuất phát, Ozil dần trở thành người thừa tại Emirates. Dưới thời Unai Emery, cái tên Mesut Ozil xuất hiện trên các mặt báo vì những bất đồng với huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Đỉnh điểm của sự căng thẳng giữa hai thầy trò
là khoảnh khắc Ozil bật lại Emery bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi thề, ông không giống một vị huấn luyện viên tí nào cả. Sau khi bị thay ra ở phút 78 trong trận chung kết Europa League 2018-2019, khi Emery ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Emirates, tầm quan trọng của Ozil giảm đi hẳn, từ vị thế của một ngôi sao trở thành một cầu thủ chỉ biết mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Mỗi lần mà các phóng viên đặt câu hỏi về lý do anh không có mặt trong đội hình xuất phát, Emery chỉ ngắn gọn trả lời, có những người xứng đáng được trao cơ hội hơn cậu ấy. Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Không có Ozil, tính sáng tạo trong lối chơi của Arsenal bị suy giảm đáng kể. Còn trong những lần hiếm hoi ra sân thi đấu, Ozil cũng chẳng giữ được phong độ chói sáng như ngày xưa. Sự có mặt của Mikel Arteta trên băng ghế thuyền trưởng Arsenal sau đó tưởng chừng sẽ làm hồi sinh Ozil khi anh đã chính cả 10 trận đấu tại EPL. Nhưng rồi đột nhiên, Covid-19 đã tạo ra bước ngoặt mà Ozil không thể quay lại. Anh liên tiếp có những xích mích với thượng tầng và khán giả vĩnh viễn không còn thấy tiền vệ người Đức xuất hiện thi đấu cho đội chủ sân Emirates. Từng được chào đón như một người hùng trước vòng tay của người hâm mộ pháo thủ, Mesut Ozil rời sân Emirates theo một cách lặng lẽ, không kèn, không trống. Ozil quyết định cùng Arsenal ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và anh cũng quyết định không nhận số tiền lương 7 triệu bảng, số tiền mà Ozil có thể nhận nếu anh chịu ngồi ngoài đến cuối mùa để có thể trở thành cầu thủ tự do. Dù anh và ban lãnh đạo đã có những xích mích không thể xóa nhòa, nhưng hành động đó đã lý giải vì sao anh luôn nhận được tình cảm lớn từ phía cổ động viên. Sau đó không lâu, khoác lên mình màu áo Fenerbahce, Ozil đã tuyên bố đây chính là một giấc mơ thành hiện thực. Và đã không mất quá lâu để tiền vệ này tỏa sáng trong màu áo mới với những khởi đầu đáng lạc quan. Nhưng rồi tình hình nhanh chóng trở nên tệ đi với nhà vô địch World Cup 2014. Kể từ khi Ozil gia nhập Fenerbahce, đội bóng có trụ sở tại Istanbul đã bị bật ra khỏi cúp Thổ Nhĩ Kỳ bởi đội bóng cùng thành phố Başakşehir, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Super League. Những thất bại đó không hoàn toàn nằm ở lỗi của Ozil. Việc câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ chơi bất ổn và sử dụng tới 4 huấn luyện viên trong thời gian Ozil khoác áo là một trong những lý do cho điều này. Ozil cần được hỗ trợ bởi một hệ thống tốt, chơi xung quanh những cầu thủ hàng đầu, còn Fenerbahce thì không có điều đó. Đến tháng 7 năm 2022, Ozil bị Fenerbahce thanh lý hợp đồng. Anh chuyển sang khoác áo đại kình địch của chính Fenerbahce là Istanbul Başakşehir. Dẫu vậy, với những chấn thương liên tiếp ập đến trong giai đoạn cuối sự nghiệp, Ozil hiểu rằng thời gian của anh với bóng đá đã không còn nữa. Và đó cũng chính là lý do tại sao anh đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ngay lập tức. Tôi đã có một đặc ân trở thành cầu thủ chuyên nghiệp gần 17 năm nay và tôi cũng biết ơn vì cơ hội này. Nhưng trong những tuần và tháng gần đây, tôi đã gặp một số chấn thương. Ngày càng rõ ràng đã đến lúc tôi phải rời khỏi sân khấu lớn của bóng đá. Cảm ơn gia đình, bạn bè và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tôi trong cả lúc vui lẫn lúc buồn. Là một trong những số 10 hào hoa cuối cùng của bóng đá thế giới, đáng lẽ ra Mesut Ozil xứng đáng có được một cái kết đẹp hơn trong sự nghiệp. Nhưng rồi tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà Ozil đã từng nghĩ anh sẽ được trở về nhà, cũng chẳng thể mang đến niềm vui cho giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ của chính mình. Giá như Ozil không cương quyết chống lại Arsenal, thì có lẽ pháo thủ đã không mất đi một trong những tiền vệ tài năng nhất bóng đá đương đại. Còn Ozil vẫn sẽ có thể cống hiến cho người hâm mộ Arsenal những pha bóng đẳng cấp của mình. Nhưng đó chỉ được gói gọn trong hai từ giá như, bởi lẽ nó cũng kết thúc đầy dở dang như sự nghiệp cầu thủ của chính Mesut Ozil.